Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai chỉ thị số 10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc quán triệt chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, đồng thời thực hiện nghiêm quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu xử lý nghiêm đối với những người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý ngay những người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái. Bên cạnh đó thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.